Mình xin chào tất cả mọi người đang xem video của Nhân Vlog 1989 nha. Trong video ngày hôm nay thì mình giới thiệu với lại mọi người một cái mô hình hồ cá coi tầm cỡ khoảng hơn 3 khối nha anh em. Hồ này là của em Linh ở tỉnh Hưng Yên nha mọi người. Hiện tại bây giờ thì Linh đang đi xuất khẩu lao động tại Nhật á, thì tầm cỡ khoảng hơn một tháng nữa thì Linh mới về Việt Nam. Thì khi nào mà Linh về đó thì mình sẽ chia sẻ full hồ cũng như là hệ thống lọc lên kênh để cho mọi người cùng tham khảo nhé. Thông qua video này cũng như là thông qua hồ của Linh á, thì mình muốn gửi cái thông điệp đến tất cả mọi người xem được video này của mình. Đó là anh chị em cô chú cần một cái người hỗ trợ điều trị bệnh cơ bản cho cá coi nè, xử lý nước và đặc biệt là làm những cái hệ thống lọc chế cho hồ từ một khối đổ lại á. Hoặc là anh chị em đang chuẩn bị xây hồ mới cần một cái bản vẽ để đi đường ống thông nè, hút đáy hút mặt hoặc là lựa chọn bơm, thì mọi người có thể liên hệ với lại mình qua số Zalo trên màn hình nhé. Thì mình sẽ chia sẻ với lại mọi người bằng những cái kiến thức cơ bản mà mình trải qua hơn 3 năm mình vận hành hồ của mình, với cái mong muốn là cùng đồng hành với lại anh em đến khi nào hồ của mình đi vào ổn định thì thôi nhé. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn và thuốc tím của bên shop anh em á. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp hai dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nha. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray.